Tôi đã nhắc chị bao nhiêu lần rồi, để cháu ăn xong đã. Chị mang nước ra, nó lại bỏ bữa đấy. Vừa ăn vừa uống có sao đâu, cảm lễ lệ nhỉ. Ủa hay. Anh đây. Anh cả nhà làm cái gì? Chị có để ý đâu mà. Nhà này có mỗi chị Lễ là hiểu chuyện thôi. Cảm ơn chị. Như chị Trùm, nhất nhà này luôn. Vậy phải Trùm nữa, Trùm việc nhà còn gì nữa. Bây giờ mà không có chị ý, nhà mình làm sao mà sạch sẽ thơm tho thế này được. Thậm chí một bữa ăn ngon mà không có nổi. Không khéo đến lúc đấy, anh ấy đi ra ngoài ăn cơm với lại cả cô chú xếp một vài. Thì là đối tác xinh đẹp mà chết em. Nè, sao? Làm như mẹ con, cho bố tự do lắm nhé. Mẹ ơi, bố giả lắm. Thử xem. Nói tóm lại, bà tổng biên tập với chị Trùm là hai chị em ruột. Em cũng thấy thế đấy. À con này. Dạ. Sao đội mới thế nào? Công việc ổn chứ? Sao ổn à? Cố gắng nhá. Mẹ tin là con sẽ chinh phục được đỉnh cao nghề nghiệp đấy. Đỉnh cao thì con phải cố gắng nhiều mẹ. Đương nhiên rồi, cứ phải cố. Bố mẹ nói đội trưởng của con khá cứng ấy. Toàn là những vụ án điểm của thành phố. Anh tưởng đúng là yêu nghề ghét tội phạm. Cứ phạm pháp là bắt tất. Mà phải con bắt. Đúng, mẹ đồng ý. Cứ có tội là phải bắt. Bắt bớ lên vào cả bữa sáng của gia đình rồi đấy nha. Bố bắt đầu thấy lo đấy. Anh này, thân nam rồi đấy lo. Bây giờ con mình nó trưởng thành rồi. Nhiệm vụ của chúng mình bây giờ là phải ủng hộ con 100%. Vâng lại anh. Được chứ, mẹ phải sang tòa soạn đây. Nhưng mẹ dặn này, công việc dù có bận đến đâu cũng phải ăn uống cho đầy đủ đi nhá. Nhớ chưa?